Cuối cùng ta cũng đến trái đất. Bây giờ ta sẽ thống trị trái đất này. Quậy đi nào tụi bay. Lên nóc nhà nào. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà là bắt con gà. Chọc tiết gà là chọc tiết gà. Hey. Mới sáng sớm gặp phải cái thằng điên. Ý lộn. Mới sáng sớm tự nhiên con quái vật này đã xuất hiện ở trên trái đất này rồi. Bây giờ phải biết tính làm sao bây giờ. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải đi tìm 5 chiến binh dũng cảm nhất để chiến đấu cái con quái vật này. Được. Nhưng biết kiếm 5 người đó đâu ra bây giờ? Yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bằng cái màn hình này để biết được 5 chiến binh đó đang ở đâu. Được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi nha. Người đầu tiên, bạn này đang làm gì đây? Đang bấm điện thoại hả? Được rồi, bắt đầu thôi. Hello, chào bạn. Ai thế nhỉ? Bạn đừng sợ, mình không làm hại bạn đâu. Mình sẽ tự giới thiệu. Mình tên là Robo Hướng Dẫn. Bạn có muốn gia nhập với nhóm của mình không? Hả? Người kế tiếp. Hai bạn đang làm gì đây? Đang chơi game hả? Cũng được. Bắt đầu thôi. Chào hai bạn. Mình là Robo Hướng Dẫn. Hai bạn có muốn gia nhập với nhóm của mình không? Người kế tiếp. Bạn này đang đánh nhạc gì đây? Ui dồi ôi, hay vãi. Ôi chọn luôn. Chào bạn. Bạn đánh đàn hay lắm. Bạn có muốn gia nhập với nhóm của mình không? Còn cô bé xinh đẹp này, sao cô ấy lại ngồi nghe nhạc buồn thế nhỉ? Thôi kệ, chọn cô ấy luôn. Hello, chào cô bé xinh đẹp. Mình biết tâm trạng của bạn đang buồn. Mình cần bạn giúp mình cái này. Bạn có muốn gia nhập với nhóm của mình không? Thưa sếp, tôi đã đi tìm xong 5 người này rồi. Tất cả đều có mặt hết. Tốt lắm. Cho tất cả mọi người vào để chào đón đi. Ok sir. Ok. Mời tất cả mọi người vào đi. Wow, chỗ này đẹp phết đấy. Đây là cái gì vậy? Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến hội của mình. Giọng nói này phát ra ở đâu hết nhở? Ông ở đâu? Xuất hiện ra mặt cái. Ta đang ở đây nè, các thằng kia. Úi giời ơi. Ở trong cái màn hình ư? Ta ở đây chứ còn đâu nữa. À, mà ông kêu bọn tôi đến đây có chuyện gì vậy? Tôi mời các bạn đến đây là vì tôi sẽ cho các bạn xem một đoạn clip này. Xem xong các bạn phải nghe tôi nói hết nha. Vào một ngày đẹp trời, trời đang rất là yên tĩnh, thì bỗng dưng có cái gì đó từ trên trời rơi xuống. Xuất hiện một thằng điên từ trại tâm thần đến. Lại nói lộn nữa, xuất hiện một con quái vật từ hành tinh nào đó.
Bỗng dưng nó nói nó muốn thống trị trái đất này. Bây giờ hắn định làm náo loạn ở thành phố này đây. Đó là lý do tôi mời các bạn đến đây là vì lý do đó. À, thì ra đấy là lý do trái đất đang bị quấy nhiễu. À mà, tại sao ông lại chọn bọn tôi vậy? Tôi làm sao biết được? Cái màn hình này tự chọn mà. À, thì ra là vậy. Thôi mặc kệ. Dù sao thì tôi không có việc gì làm. Lần này phải giúp một tay thôi. Ai đồng ý giúp một tay nào? Tôi. Bọn này đồng ý. Giỏi lắm. Cuối cùng các bạn đã hiểu ra được. Nhưng các bạn phải có cái gì đó để chiến đấu với bọn chúng được. Hôm nay tôi sẽ trao cho các bạn một cái này. Robot hướng dẫn ơi. Gì? Cậu hãy mang 5 cái bộ đồng hồ đeo tay mang ra đây đi. Yes sir. Hello các bạn. Hôm nay tại đây các bạn sẽ chứng kiến một sự khởi đầu cho một xu hướng mới công nghệ trên toàn cầu. Tinh xảo, đẹp, cá tính và mạnh mẽ. Thật không hề tin nổi. Chính chúng tôi cũng không hề tin nổi khi mình làm được như vậy. Này, ui dồi ôi. Tôi kêu cậu đi giới thiệu bộ đồng hồ đeo tay, chứ có phải đi giới thiệu Bifone nổi đâu. Cậu hiểu chứ? Sorry sếp. Thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi xin giới thiệu. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay. Đây chính là bộ đồng hồ đeo tay biến hình. Khi bạn kích hoạt ấn nút màu đỏ này, thì các bạn sẽ trở thành siêu nhân. Ngoài ra cái này nó còn có nhiều chức năng khác, giống như là điện thoại di động có thể liên lạc với nhau. 5 người một cái. Đeo nó bằng tay trái nha. Thế này được chưa? Được rồi. Quá chuẩn luôn. Rồi bây giờ là chọn màu nè. Bạn Hiệp, bạn sẽ là siêu nhân đỏ Vina Red. Bạn Hịnh, bạn sẽ là siêu nhân xanh Vina Blue. Bạn Huy, bạn sẽ là siêu nhân đen Vina Black. Bạn Đạt, bạn sẽ là siêu nhân vàng Vina Yellow. Còn cuối cùng là bạn Như, bạn sẽ là siêu nhân hồng Vina Pink. Bây giờ các bạn chính là Việt Nam Sentai Vina Ranger, hay thường gọi là biệt đội siêu nhân Việt Nam. Các bạn đã biết rồi chứ? Rõ. Chết, quên bé mất. Con quái vật vẫn đang còn ở công viên đấy. Hãy đến đó và chiến đấu đi. Yes sir. Hôm nay vui vãi. Này cái con quái vật kia, hãy dừng tay lại. Các ngươi là ai? Sao các ngươi dám to mồm cản trở công việc của ta? Ngươi không cần biết bọn ta là ai. Bọn ta đến đây để đưa ngươi về trại đấy. Đúng vậy. Bọn ta sẽ không để ngươi phá hoại thành phố đâu. Này, làm được thì nói, đừng có ở đó mà xàm nha. Được thôi. Tất cả mọi người lên. Lên. Galaxy. Nhầm rồi.
Làm vậy không đúng đâu. Phải làm như thế này này. Tất cả lên. Vina trên. Siêu nhân đỏ, Vina Red. Siêu nhân xanh, Vina Blue. Siêu nhân đen, Vina Black. Siêu nhân vàng, Vina Yellow. Siêu nhân hồng, Vina Pink. Việt Nam Sentai, Vina Ranger. Hoặc gọi là biệt đội siêu nhân Việt Nam. Một màn trình diễn rất là hay. Còn chờ gì nữa? Hết chị nhau vô. Được thôi. Tất cả anh em tiến lên. Dài Trời bay đều xông vào. Hey, chờ Chờ. Venus Run Mode. Hi, yai. 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 Chơi bắn súng nào. Ok, chơi luôn. Venus Run Mode. Chuẩn bị. Bắn. Bắn hay lắm. Chú cũng vậy. Bắt đầu chơi bài nào. Cây đàn của siêu nhân vàng. Nào, bắt đầu. Bắn. Hay thì like vào nhé. Có thế thôi à? Người cho đám lính quái ăn cái gì mà ngu người quá vậy? Come on. Lần này ta sẽ đối như các người. Thằng nào hít thì nhào vô. Được thôi. Tất cả mọi người sử dụng vũ khí nào. Ok. Vina Play. Vina Shotgun. Vina Boxing. Vina Electric Guitar. Vina Pikachu. Hey, joy. Cha 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 cha. Sao kỳ vậy trời? Chém nó mãi sao nó không bị gì vậy ta? Không phải do các người yếu, mà là do ta quá mạnh thôi. Bây giờ đến lượt ta chém gió cho các người xem nè. Hi chai. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi thằng này nó chém gió kinh vãi. Bắn chết nó đi. Gì vậy? Sống đang còn căng nghe băng yêu vãi.
bây giờ đến lượt ta. Ta có khẩu 6 nòng đây. Thôi không xong rồi, nó còn xuống sau nòng kìa. Chạy thôi. Chạy sao được. Ôi trời ơi. Các người đúng là vô dụng thiệt. Làm sao mà đối phó với ta được. Thế này là thế nào? Chúng ta không còn cách nào để tiêu diệt được nó ư? Alo. Các bạn này, các bạn hãy kết hợp 5 người lại và có thể sử dụng vũ khí mạnh nhất để kết liễu được con quái vật đó được. Các bạn hãy thử đi. Ok, tôi sẽ thử. Tất cả mọi người, chúng ta hãy kết hợp lại và sử dụng vũ khí cuối cùng thôi. Ok. Hả? Mục tiêu chuẩn bị. Cả vũ khí đó không hề nào hạ được ta đâu. Có hề chứ. Chuẩn bị. Bắn. Tại sao lại như vậy? Tại vì em ngu quá. Chết ta rồi.